Hai anh chị này mười mấy năm trước á, chụp hình cho Noga 2003 quảng cáo, không biết bây giờ còn sống hay sao nữa. Mười mấy năm trời rồi. Đây là chiếc điện thoại Noga 2003 đó. Và đằng sau lưng chị là bốn cái vỏ, vỏ zin niêu 100% nha anh chị đó. Anh nào sở hữu nó mua xài vỏ cũ thay vỏ mới, thay vỏ cũ thay vỏ mới. Cái máy hàng ba này xài chịu, xài rất bền nha anh chị, đừng gớt nước, đừng đập, đừng chọi, là xài hoài, xài hoài. Cho nên mua kèm bốn bộ vỏ là xài bao phê, vỏ chày xấu thay vỏ mới, nhưng mà toàn vỏ zin thôi nha, chứ không phải vỏ lô nha anh chị. Rồi ok, em mở ra. Bên trong đó, giờ chắc sáu mấy tuổi rồi. Bên trong là cái máy. Cái máy này cái vỏ nó cũng khác như bộ vỏ trong bốn cái kia nữa đó, cho nên chẳng nhìn anh chị nhìn sai không, bảo đảm là năm năm bộ vỏ khác nhau đó. Bên trong thầy có tai nghe, nghe máy tính thường là dùng hộp nó có hai miếng mút đó. Cuối cùng bên trong là cục pin 5C Made in Hungary luôn. Còn pin không nữa. Và cục sạc chua lớn nha anh chị. Cục sạc zin bự đó. Hộp nó là sao để vậy. Rồi để qua một bên, đến đây đi. Cuối cùng là quay cái máy đó, vỏ mới tinh, còn miếng ganti luôn anh chị, không một vết chạy bên hông mặt trước. Con này không có đèn pin, con 1110 thì như có hay sao đó. Giờ mở ra lùi về đó. Đồ zin có khác, quay cận cảnh đi mây luôn đó. Nokia 2003 Made in Hungary. Rồi, bỏ sim vô. Hy vọng cục pin nó còn. Hết pin thì kiếm pin khác ấn vô thôi. Còn pin, còn quá. Nó đẹp lắm chị. Bây giờ mà kiếm vỏ zin cỡ về là khó lắm nha anh chị nha. Chứ nhiều anh nhìn thấy ổ đi kiếm thử đi, bộ vỏ ở đâu mà ra. Đó. Cái vỉ này vỉ ngày xưa nó Nokia bán zin new kèm theo đó. Xài chán chê thay vỏ thôi. Thấy không? Vỏ nào cũng đẹp đó, màu nào cũng đẹp hết đó, thiệt. Nhưng mà cái năm nay, năm 2022 là chuộng màu này nè. Việt Nam thì xe cộ cái gì cũng vậy, đồng hồ hay gì cũng màu sáng sáng đó, anh thích nào gắn vào đó thôi đó, đâu khác, đâu đụng màu nào đâu chưa. Coi như mình mua máy là được 50 năm bộ vỏ. Đó, 18 năm. Đúng không? 18 năm trước. Màn hình rất là đẹp đó, game đồ gắn xong ngồi đồ cái phím em bấm không quen, tại bấm những phím kia quen rồi giờ bấm vô cái phím này đó nó hơi ngược thôi chứ không có gì đó.
Rất là đẹp nha anh chị. Thì chức năng nó cũng bình thường thôi. Gắn tai nghe thử coi còn xài được không. Đó, còn hiện tai nghe nha anh chị. Còn biết nó nghe được cái gì nữa. Có đẹp em luôn. Đó. Bấm vô. Vậy thấy không? Nghe tiếng xè thấy không? Nói chung những cái đẹp em này phải ra ngoài đường á mới nghe họ gõ nha anh chị, còn về em mở cũng nghe xè 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 thôi đó. Anh nào mua thì phải về nghiên cứu thôi đó. Bực ra đó, một cái máy màn hình trắng đen có nghe gọi chơi game ngày xưa nghe đẹp em là quá dữ anh chị. Nên nhớ là mười mấy năm trước, 18 năm trước mà nghe đẹp em là một cái đam mê nha, chứ không phải như bây giờ mà Facebook YouTube đầy đường thì chán đẹp em đâu. Chứ hồi xưa trời ơi mừng lắm, lên được nghe đài, cầm cái điện thoại cù bắp trắng đen mà được nghe đài nói chuyện cái chia sẻ tình yêu tình bạn bốn phương là huyền thoại luôn á. Rồi ok, anh nào sở hữu con này là hơi bị hiếm á, em không phải xạo đâu nha. Rồi ok, cảm ơn chị Slip nha. Hôm nay chủ nhật ngày 6 tháng 3 năm 2022, chúc mừng chị vui vẻ nha.